hết bà con và các bạn của mình nha. Cảm ơn hết bà con các bạn đã trở lại với kênh của Năng Trần Cuộc Sống Mỹ. Sắp Tết đến rồi các bạn ơi. Mình gửi lời chúc đến đại gia đình mình được nhiều sức khỏe ha, vạn sự như ý, bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha, đại gia đình. Hôm nay thì cô Trang bà xã nhà các bạn ơi, mình đi làm mới về đây. Thì chiều nay mời đại gia đình vào bếp với vợ chồng mình tiếp nha. Hôm nay thì đãi món gì đây cô Trang bà xã? Hello cả nhà mình khỏe không? Hôm nay theo yêu cầu của anh là món gà chiên nước mắm nha cả nhà. Đây mình có sẵn nguyên liệu nè. Này được 15 cái cánh gà. Cái món này là cái món của ông xã mình thích nhất kia với Anthony á cả nhà. Bây giờ cánh gà này mình sơ chế xong rồi mình rửa giấm với muối xong rồi bây giờ mình qua mình sơ chế thêm một lần nữa rồi mình đem đi chiên nha cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà vô bếp với mình nhé. Rồi chiều nay thì đặc biệt cô Trang bà xã làm món cánh gà chiên nước mắm để đãi mình đó các bạn ơi. Yêu cầu món chiều nay thì nay gồm gà quá. Có món này món khoái khẩu của mình đấy, mình thích ăn cánh gà này lắm, cho nên chiều nay cô Trang làm đãi mình đấy, mời các bạn nha. Cánh gà chiên nước mắm thì nó có nguyên liệu rồi cả nhà, mình có đây tỏi, hành tím, gừng, cũng đường, muối, bột nêm, tiêu, có thêm bột năng, bột tỏi, tương ớt, dầu hào, nước mắm với lại thêm rau cải mình ăn kèm ha. Cái món này bữa nay có nhiều gia vị quá cả nhà ơi. Món này bữa nay làm hơi bị cầu kỳ ạ. Rồi bây giờ cả nhà mình qua làm sơ chế cánh gà với mình nhé. Mình giã gừng mình bỏ vô rồi ha, bây giờ mình bỏ vô đây thêm miếng muối. Rồi mình đổ nước sôi vô. Cho nước sôi vô ngập vô trong cánh gà luôn đi. Câu này là câu sơ chế đó nha. Rồi mình cho thêm tí rượu nữa. Rồi mình để vậy mình ngâm 15 phút. Cánh gà sau khi mình ngâm 15 phút với rượu gừng với lại nước nóng 15 phút mình vớt ra mình để cho gáo xong mình lau cho gáo sạch xong mình ướp sơ chút nha cả nhà. Mình ướp bột tỏi. Mình ướp cho nó thơm. Rồi mình cho tí muỗng bột nêm vô. Rồi mình chỉ ướp sơ vậy thôi, trộn đều lên, đều lên xong rồi mình đợi dầu nóng là mình đem qua mình chiên hết cả nhà. Bây giờ mình bắt hai chảo dầu bên bếp rồi, mình đợi nó nóng rồi mình đem qua mình chiên. Rồi giờ mình làm nước sốt nha cả nhà, mình làm nước sốt để hồi mình làm nước cái món này nguyên liệu chính đó là nước mắm, mình dùng ở đây 5 muỗng nước mắm. Một muỗng dầu hào, một muỗng tương ớt, mình không dùng tương ớt mình dùng ớt bột cũng được nữa cả nhà, hay là mình bằm ớt tươi á vô cũng được nữa. Sau mình cho vô đây 5 muỗng đường, đường với nước mắm bằng nhau nha cả nhà. Mình cho 4 bột nêm. À, mình cho tiêu. Chuẩn bị gia vị ra. Rồi mình cho vô đây tí giấm nha cả nhà. Tí thôi cho nó dằn xuống cái độ mặn với ngọt của cái nước sốt của mình á. Rồi. Mình cho vô đây thêm 2 muỗng nước dừa soda. Rồi. Thế là mình có một cái tô nước sốt ready rồi đấy. Quay đi lên là xong phải không? Yeah. Rồi. Rồi xong. Xong cái khâu ớp. Để một hồi mình làm nước sốt đó đúng không? Ừ. Cái này mình dùng bột năng để mình nhúng sơ qua cánh gà mình để vô mình chiên cả nhà. Rồi. Cho nó gáo bột tí. Dằn quá. Có chừng dằn em. Ừ, này nóng lên nó dằn lắm á. Rồi mình cho vô.
Nghĩ bớt lửa xuống chút thì phần nóng lạnh không? Bột nó không nhỏ, xanh dầu nó không văng mà em làm văng bột. Rồi tiếp tục mình làm gì, bỏ tới đầy chảo luôn ha. Để khi nào đầy chảo xong rồi mình cứ để lửa vừa thôi nha, cả nhà mình để lửa medium thôi. Mà mình chiên vàng là cánh gà mình nó chín rồi. Chiên lửa cái số 4, số 5 gì thôi phải không? Ừ, số 4. Đây, wow, nó nổi dữ vậy. Wow, thơm quá luôn rồi đây. Thơm quá mà chạy hồn cũng cả người cũng hơi người giàu luôn. Nhìn coi nè, đại gia đình chuẩn bị ăn được rồi ha. Còn qua cái khâu sốt nước mắm nữa ha em. Bây giờ mình đợi vàng rồi lấy ra rồi mình sốt nước mắm rồi mình ăn đó cả nhà. Món này cũng nhanh nhưng mà nó qua mấy giai đoạn sơ chế cũng hơi dồn dàng tí ha cả nhà. Mình chỉ sốt mình làm tí đi ăn cho ngon. Giờ mình làm mình phi hành tỏi lên mình sốt cánh gà nha cả nhà. Cái này mà nếu mà mình có được mỡ gà mình làm thơm lắm. Mình đây mình không có mỡ gà, mình dùng dầu ô liu. Mình phi tỏi hành cho hết vô luôn. Rồi, mình làm phi cái này cho gà mình vớt cho nha cả nhà. Mình vớt cái này ra tí mình để vô sau. Còn cái nước dầu mình phi tỏi với hành nãy đó, bây giờ mình bỏ cánh gà vô cả nhà. Mình bỏ cánh gà vô thì mình chế nước sốt vô luôn. Nước sốt mình làm hồi nãy đó ha. Nước sốt mà mình trộn hồi nãy nè cả nhà. Bây giờ mình chế vô nha. Đảo đều lên nó kẹo lại là được cái này. Để lửa nhỏ. Cái này để lửa vừa vừa cho nó sôi lên nó kẹo lại là tăng cái nhà. Đó, cái nhà mình thấy hấp dẫn chưa? Đói bụng chưa chứ giờ mình đói bụng rồi đó. Thơm quá. Quá thơm. Cái món này mà mùa đông mình làm trong nhà mình thử nước mắm cũng hơi vui vui á. Rồi nghe cái nhà nó thấm vô cánh gà là vì là mình nhắc được rồi, mình để lâu quá là cánh gà của mình nó hết giòn á, mình thấy không cái nước nha, nước nó kẹo là gì là được rồi đó. Rồi xong rồi bạn gì là mình tắt lửa đi cả nhà, đó mình chở gì nè cho mấy cái cánh gà của mình nó thấm hết gia vị vô là nó vừa ăn rồi. Rồi cái mình cho cái hành của mình nó nãy mình vớt ra đó, thơm lắm cả nhà ơi, thơm quá rồi. Món cánh gà xong rồi. Rồi bắt đầu nhắc xuống rồi đó ha. Ừ. Cái món gà của mình xong rồi đó cả nhà. Món này mình bữa nay mình cho ông xã mình với Anthony ăn với xôi đậu phộng. Hôm nào rảnh là mình chia sẻ cách làm xôi đậu phộng cho cả nhà mình ha. Hôm nay mình ăn cánh gà chiên nước mắm với xôi đậu phộng. Cánh gà mình nhìn hấp dẫn hơn. Wow, thơm quá thiệt thơm luôn nè gia đình ơi. Nhìn đã lắm luôn, bây giờ chảy nước miếng luôn rồi. Thank you.
thơm quá đại gia đình ơi. Cánh gà chiên nước mắm ha. Còn đây thì cánh gà với xôi đậu phộng. Mời đại gia đình mình nha. Rồi, đói bụng quá rồi. Giờ mời cả nhà mình ăn ha. Ăn món này cũng tiếp tục ăn bằng tay nữa cả nhà. Mấy món này ăn bằng tay không mà. Món này mình bữa nay mình thêm cái món ăn với xôi đậu phộng nghe cả nhà. Ăn với xôi đậu phộng với cánh gà thôi. Nó ăn bữa nay nhiêu đó thôi. Ăn với tay đâu. Rồi bây giờ mời đại gia đình mình ăn cánh gà chiên nước mắm ha. Dưới bên này thì cánh gà chiên nước mắm với xôi đậu phộng. Với chiều gia đình mình chiều nay nha. À, cô Trang bà xã làm đãi mình đấy. Mời anh đại gia đình ăn chung đó. Nha. Món này là món của anh yêu cầu đó. Rồi Anthony. Ăn với tay đâu cần đũa. Gắp đi rồi cầm tay ăn. Cầm tay ăn đi con, chứ cái món này mà mình gắp đũa là mình cào không có được. Cái đại gia đình. Món này là phải. Rồi mời cả nhà ha. Chiều tới giờ làm đói bụng mời cả nhà. Trai mình đã các bạn biết dành là ha Anthony. Mình cũng dùng tay luôn. Rồi bây giờ mình khỏi cần gấp luôn, mình bóc một cái đầu tiên. Mời đại gia đình mình nha. Ăn cánh gà chiên nước mắm. Cái món này thì nếu mùa hè thì làm ok, nhưng mà mùa đông thì làm bây giờ nguyên cái nhà mình nó thơm nước mắm nguyên cái nhà luôn rồi. Wow, cả nhà ơi, nó ngon lắm, nó vừa ăn mà cái thịt gà của mình nó thơm lắm. Ngon lắm cả nhà. Ngon hơn cả tuyệt vời. Ăn với xôi, giờ bút xôi vô ăn. Cái này hồi nãy mình chiên nó hơi khét rồi nè. Giờ chiên khét thì giờ tự ăn phải không? Mình chịu trách nhiệm cái khâu chiên. Cô Trang bà xã thì bên đây làm rau rồi làm xôi ha, làm đủ thứ hết trơn. Còn mình chịu trách nhiệm cái vụ chiên. Nhưng mình mà chiên ăn với miếng xôi. Chiên không được khéo mấy. Bởi vì giờ lựa cũng nào khác ăn trước phải không? Nhưng mà ngon là được rồi, ngon quá mà, không có dở đâu. Ăn xôi nghĩ ăn bắp luôn cũng ngon nè. Này mẹ muốn xôi cho nè. Mấy đồ quá xương. Anh lấy cho. Này con phải ăn với xôi mới ngon nè ơi. Ngon quá mà bị interrupt hoài. Hay là gì mình cái món này tại vì á mình làm bằng nước mắm á cả nhà, cho nên mùa đông mình làm trong nhà nó thơm quá chừng luôn. Quá ngon mà điều bây giờ là đêm nay lên trên lầu ngủ là thôi thử nước mắm đã luôn. Mấy nhà Mỹ hàng xóm chắc nó ngửi không biết mùi gì luôn. Nói chung mình quen mùi ở đại gia đình ha các bạn. Chứ cái mùi nước mắm này mà mình làm cánh gà này, mình bảo đảm cái máy hút nó thổi ra ở ngoài nấy bờ phút của mình là nó hử là thôi đã luôn. Không có thơm gì mấy. Mùa hè thì làm ở ngoài sân nó bay luôn rồi. Ngửi trực tiếp. Ngon cơ. Ngon. Con ăn với xôi ngon lắm đó nè. Múc xôi gì vậy cho nó ngon. Ba cũng ăn cánh gà trước rồi chứ ăn xôi vậy. Mình mua dĩ cánh gà này được 15 cánh cả nhà. Bỏ xôi qua đây cho con, bỏ xôi dưới. 15 cánh cũng không lớn lắm. Cánh cũng vừa vừa vậy à. Một dĩ thôi, 15 cánh. Bữa này 20 cánh rồi đó. Nhanh vậy, anh không ăn xôi hả? Vô ăn miếng xôi nữa chứ. Hết một cánh nha đại gia đình, hết một cánh đó. Mình làm nước sốt gì nó vừa ăn rồi cả nhà, mình không cần chấm gì nữa hết chứ. Mà cái thịt gà của mình ở trong đó, nó còn mềm, ở ngoài cái da nó giòn, nó thơm, cái nước sốt, nước mắm đó. Anh lấy muỗng múc á. Một miếng xôi vậy, ít thôi, ăn xôi ít thôi, ăn cánh gà. Ăn miếng xôi nghe đại gia đình mình. Đây, xôi đậu phộng cô Trang bà xã làm ăn với cánh gà chiên nước mắm đây. Xôi béo quá chị nhỉ. Xôi này với cánh gà chiên nước mắm là nó đúng bài
đứng bài không? Cái món xôi thì cô Trang bà xã chuẩn bị trước nha đại gia đình. Mình về mình chỉ giúp cô Trang bà xã làm cánh gà thôi. Hôm mốt cô Trang bà xã chia sẻ vụ làm xôi này không em? Đây. Xôi này cũng dễ cả nhà, để hôm nào mà mình rảnh mình chia sẻ cách làm xôi đậu phộng này cho cả nhà mình ha. Nè này nữa không con? Đây cho nè. Cảm ơn mẹ. Con ăn xôi. Giờ thì làm miếng giấy thế này nè. Cái này ăn dơ tay quá. Ăn cái này dơ tay lắm. Lấy con giấy qua đây luôn đi. Dạ còn không dơ. Ăn cái này dơ tay quá, phải có nhiều giấy mới được. Đúng rồi. Em còn miếng chùi miệng, miếng chùi tay đi chứ bây giờ hai miếng chùi chung không được. Vậy là múc con được chứ con? Nên mẹ múc cho. Ngon lắm nó còn ăn. Bóc tới cái cánh thứ hai nha, là gia đình mình. Đây, một phần các bạn chiều nay mình chỉ ăn cái món mình có đời. Thật ra cái món cánh gà chiên nướng là món khoái khẩu của mình á. Nhưng mà mùa đông mà mình cũng không có giáo có đời. Bây giờ nói chung là cũng mấy anh em đại gia đình YouTuber hại mình đó. Mình thấy mấy anh em làm cánh gà trên đó, mình nói sao mà lâu quá không có làm cánh gà cho cô Trang bà xã. Cô Trang bà xã làm đó. Món này thường mùa hè mình mới làm cả nhà ơi, tại vì có mùa nước mắm đó, mình ít làm mùa đông á. Bữa nay ông xã mình đòi ăn cho nên là mình làm trong nhà. Gặp hai cái là còn được chiên, gặp hai cái là còn được chiên. Nói chung là cái cánh gà ở Mỹ thì nó to lắm các bạn, để mình nhắc cho các bạn coi cái cánh gà nha. Cái này cũng cái cánh gà heo bự chà bá luôn, đâu có nhỏ đâu. Nói chung bữa nay em lấy cánh rồi. Mới hai. Sao thì mấy cái em đi? Con chưa biết. Có 15 cánh. Em còn xúc nó đâu nè. Mà xây được cho nào? Vừa được biết. Nó được mòn. Đúng rồi. Cái lép được xôi được. Bữa nay cả nhà thấy mình cầu kỳ không? Mình làm băm, làm qua rồi. Tại vì anh đang ảnh chiên cánh gà, mình có nhiều thời gian quá. Bên này mình cắt băm, cắt qua được. Nó ngọt ngọt mà nó mặn mặn dễ ăn lắm đại gia đình ơi. Nó lạ lắm. Anh nghĩ nhận order. Cái món này coi trên cái kênh YouTube của cái anh bạn trên của mình, trên đó mình thấy cái cánh gà ngon quá. Giờ cái kênh nó mùa đông là nó thâu nhạy lắm đó. Ăn đại nó đi chứ còn đỡ gì nữa. Chung cũng nghĩ đây nhà kính lắm các bạn ơi. Mà mình làm cái mùi nước mắm này mùa đông á ha, là thấy như nó bay hơi đi lên trên cái tầng lầu mình tối mình lên trên phòng ngủ vẫn còn mùi nước mắm luôn á. Cái cánh gà này mình làm nó ngon là ở trong á cả nhà, ở trong nó không bị khô nha cả nhà là nó mới ngon, còn mình chiên mà ở trong mà nó khô luôn là nó không có ngon. Với lại mình sơ chế á, khi lúc mà mình sơ chế mình ngâm với lại gừng, tí rượu với lại nước nóng muối thì cái cánh gà của mình nó không có bị hôi hết cả nhà. Chắc nuốt nhắn em. Cứ bim 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 quanh. Ăn cũng được. Hồi à, sợ ồn, sợ ồn. Sao nữa không con mẹ? Còn nhiều lắm mà con. Con thấy. Còn 2-3 khách nữa nè. Mẹ thôi rồi đó, còn nhiêu con nhắn lên. Em 5. Vậy cái này là 4. Mẹ cho cái da luôn nè. Đó, rồi.
còn là còn mình đó hai cánh này con cái như đá chia lên đi mẹ ăn mẹ thôi đó nghe. Thế là gia đình mình theo mình với con mình là món này là món khoái khẩu á. Hay lắm, mới lúc làm là em nói mà em nói là món này là món theo yêu cầu của anh mà giúp liền. Mình xoay với cạnh dính cái miệng lại luôn các bạn. cái nước mắm dưới một cái nước sốt của cô trang bà xã làm nó kẹo cả nhà, kẹo kẹo là bây giờ ăn nó dính thành cái môi lại luôn, nó kẹo kẹo rồi nó thấm rồi cái da gà mình ăn nó kẹo kẹo, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, nó thơm thơm. Mà món này nó tốt lắm, phải uống 2 lít nước quá hay mà em thấy nó không mặn nhưng mà nó mặn mặn, nó ngọt ngọt dễ ăn lắm các bạn. Món này nhậu là bắt. Món này ăn với dưa leo cũng ngon mà. Món này anh ăn với đồ chua, thay vì anh ăn không ăn với sôi thì anh ăn với đồ chua, ăn với sôi để cho nó no thôi. Rồi còn 2 cánh thì dưới đá chia luôn đi con. Thôi anh thôi đó, anh 5 cánh thôi ạ. À, thôi không ăn nữa hả? Em cũng thôi rồi, em 2 cánh hả? Còn không xong. Còn xong đó hả? Rồi còn dư 2 cánh hả? Sao kỳ vậy, sao bị dư rồi? Bữa hổm một con gà kia hả? Còn bộ xương không? Bữa nay 15 cánh gà bị dư. 15 cánh gà, còn thêm mấy chén sâu nữa em. Còn không, gà đâu có gì khác hơn. Vậy là xảy bữa nay dư tại có xôi không? Rồi là gia đình ơi, bây giờ cái món này xong rồi ha. Bây giờ mình chuyển qua cái món này, ăn thêm chút này nữa đi nha. Chứ bây giờ cái này no quá rồi, ăn hết nổi rồi. Quá nhiều rồi. 5 cái cánh gà, 2 chén xôi. Có ai ăn như mình không? Mình ăn mình thấy chiều nay là hơi too much rồi đó. Em 2 cánh em ngán quá. Rồi bây giờ ăn chắc miệng cả nhà ơi, mình mới làm dâu hôm qua cho Anthony nè. Bữa nay em Anthony đem ra ăn chắc miệng luôn. Giờ anh muốn ăn loại đông đá hay loại mềm? Anh muốn ổi trước cái hả? Bà sao? Anh sợ ăn vô nó lạnh cái bụng dúng. Đợi chút. Cái này có mấy trái táo thứ giống bên Việt Nam mình nè cả nhà. Ổi nha đại gia đình. Ở đây nó bán ổi nè. Một trái gì là phẳng không? 4 đô. Rồi trái apple này sao giống mà mùa hè đi hái. Bây giờ trái nhỏ nhỏ không? Ổi đi. Mời cả nhà ăn ha. Ổi không biết ngọt không sao nhìn thấy cái mồi không ngon. Nó mỏng quen rồi mẹ. Mời lại gia đình mình nha. Có táo nữa nè. Mỹ mà táo thành dần. Cái táo này là cái giống này là giống táo Thái các bạn ơi. Hồi đó ở Việt Nam mình trồng táo nhiều lắm ha. Giống này giống táo Thái nhưng mà nó bẻ còn xanh quá. Mới bắt đầu già thôi phải không? Chứ nó không có bẻ chín giống như là hồi ở Việt Nam mình trồng. Được có mấy trái nè mà trái nào em thấy nó cũng xanh, không có trái nào. Anh mua có 6 trái hôm qua mà 5 bạc. Vậy hả? Ổi này ăn đô, đô đặc sản. Ổi này ăn được thôi, không ngon anh, nó cứng á. Mùa này thì ăn đỡ đi em ơi, chứ đòi ngon quá, sụp mình sợ ăn cái này trước là nó lạnh bụng. Anthony thích ăn vô lắm cả nhà, cho nên nó mình cũng làm nhiều lắm, làm gì nè, buộc cái bịch y như ở Việt Nam không? Cái này sao giống đậu quá vậy? Cái loại đó em không có đông đá đó, em để lạnh đó. Còn loại này đông đá nè, anh thích ăn đó. Cái loại này ngon hơn á. Cái loại nó đông dữ quá. Tại vì em để vô hộp á thì em để lạnh, còn cái này thì vô bịch thì em đông đá. Ăn nó gần giống như là tàu hủ quá, mà tàu hủ nấu vậy là đầy được, nó béo ghê. Anthony sáng giờ Anthony ăn mấy hộp này rồi đó, Anthony nói Anthony thích đó. Nó mẹ làm sao giống chồng trắng. Cái đó anh ăn trái cây á. Anh ăn trái cây á, anh cắt trái cây xong anh để lên. Mà cả nhà mình ăn dâu ha, dâu này dâu mình để lạnh thôi à, mình không có đông đá. Hình như anh thích ăn dâu này hơn. Cái dâu này nó ăn vô nó lạnh tới trong bụng chóng. Thích được phải không? Này em làm mấy hũ này em để lạnh nè, em tính để em ăn với trái cây ấy chứ. Còn mà còn mấy cái bịch này gần thì em lấy đông đá. Này dễ không? Mình hầu như mỗi bữa nào sáng đi làm mình cũng ăn một hũ da ua các bạn.
mà không mà giờ cô Trang bà xã không có làm da ua này thì mình mua cái dược hũ da ua trái cây của Hanafro chứ không thêm ra shopper nó bán đó, pineapple chứ không thôi strawberry đó, cái loại đó mình ăn cái hũ tròn tròn này nè. Rồi bữa nay thì các bạn chiều nay vào bếp làm cái món cánh gà chiên nước mắm với mình với cô Trang bà xã ăn nãy giờ rồi ha. Bây giờ mình ăn tập này nữa là tạm dừng video ha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh của Năng Trần Cuộc Sống Miễn nha. Mình Tết sắp đến rồi, mình không quên gửi lời chúc tới các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào ha, làm ăn may mắn, phát lộc phát tài nữa. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau nha. Bye bye bà xã ơi. Bye cả nhà. Bye bye đại gia đình mình nha. Hẹn gặp lại ha. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Yeah. Lần sau tới Tết rồi hả?